Bán hàng thời xưa. Ba, mày bán được nhiều không hả ba? Tôi bán được có 3 chiếc rồi. Tôi bán á, mà không phải 5 chiếc đây này. Tôi đợi tôi đi. Bán hàng bây giờ. Thì sao chưa đi du lịch chiếc sao nữa? Ừ nhờ. Mộng vậy thì mình còn sao chưa đi? Đào thủ đô chơi như vạt nhà đi khắp mọi nơi. Anh thấy em như đang rạo rực vui hết mình. Mọi người đi chơi xe hưng khởi rất nhiều. Người không đắn đo xe cần chi phải lo. Vì mình đi chơi nên xe rộng thoa thích nghi người luôn. Anh thấy vui hơn khi chung bạn cùng đi với mình. Tính toán đi gần nào ngờ đâu xa thế, nhưng thấy vui ghê nên quyết định đi luôn. Cùng Đức tham gia cuộc thi cover nhảy sao chơi đi cùng Hyundai lan tỏa mốt đi du lịch hè này với tổng giải thưởng lên đến 20 triệu đồng và rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác nha. Thế á, từ 0 giờ ngày 24/4/2022 đến hết ngày 12/5/2022 đấy, tham gia chưa? Chưa đi nhảy ngay.